Ngày 3 tháng 12, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Sông Công phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh tổ chức lễ khai trương Thư viện xã Ba Xuyên. Theo đó, Thư viện xã Ba Xuyên được Thư viện tỉnh Thái Nguyên trang bị ban đầu trên 400 cuốn sách trị giá 30 triệu đồng. Các đầu đồ sách thuộc các lĩnh vực như pháp luật, khoa học, đời sống, kinh tế, chính trị, tiểu thuyết, chuyện thiếu nhi. Ngay trong ngày khai trương, Thư viện xã Ba Xuyên đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân cũng như các học sinh đến đọc sách. Thư viện xã Ba Xuyên sẽ được mở cửa thường xuyên để đáp ứng nhu cầu đọc của người dân và học sinh khoảng 3 tháng các đầu sách sẽ được thư viện khoa học tỉnh Luân chuyển một lần. Việc xây dựng và đưa thư viện xã vào hoạt động là một việc làm thiết thực ý nghĩa. Đây là thư viện nông thôn mới, một thiết chế mang nhiều ý nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, học tập, thiết thực giúp cán bộ và nhân dân xã Ba Xuyên tìm hiểu thông tin tri thức, kiến thức pháp luật, học tập và phát triển kinh tế xã hội trên con đường xây dựng nông thôn mới.